Hồi 5 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên phát hiện bắt quả tang một phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện phương tiện thủy mang biển kiểm soát ND3299 do anh Bùi Việt Tuấn, sinh năm 1981, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại bên tả khu vực sông Hồng, thuộc địa phận thôn Chiến Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đang có hành vi hút cát trái phép. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát, giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện và tiến hành lập biên bản vụ việc. Lập biên bản tạm giữ phương tiện hàng hóa vi phạm, bước đầu ước tính khối lượng cát hút trái phép khoảng 200 mét khối, hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.